Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VinBeam. Đây là chuỗi video mà VinBeam làm ra với mục đích là dạy và hướng dẫn cho tất cả các bạn chúng ta mới học Revit cũng như là những bạn chúng ta đang có mong muốn tiếp cận đến phần mềm này. Thì bây giờ khi mà các bạn xem thì các bạn nhớ like, share, đặc biệt là chúng ta đăng ký kênh để chúng ta cập nhật các video tiếp theo của series nhé. Đầu tiên thì cái việc mà các bạn tìm hiểu về giao diện của một phần mềm cực kỳ quan trọng. Đấy, khi mà các bạn chúng ta mở một cái phần mềm lên thì nó sẽ có một cái giao diện Home như thế này đối với Revit, và Revit phiên bản mình đang sử dụng đây là phiên bản 2020. Thì đối với cái giao diện này thì chúng ta sẽ tìm hiểu 5 phần. Phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu đến cái Resend File. Tiếp đến là chúng ta tìm hiểu đến cái phần Learn. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần Model ở phía bên tay trái của bạn, tiếp đến tay trái màn hình ấy. Đấy, tiếp đến là phần thứ tư là Family. Đấy, thứ năm là chúng ta sẽ có một nút Home ở đây này, chúng ta sẽ tìm hiểu một tí về trong này nhá. Rồi đầu tiên đối với cái Recent File này thì đối với Recent File thì giống như tên gọi tiếng Anh của nó, thì các bạn chúng ta dịch ra là những cái file mà chúng ta đã thao tác từ trước, đúng không ạ? Thì nó sẽ lưu ở đây. Đấy, nó sẽ lưu ở đây nhá. Thì những cái file này thì các bạn chúng ta đã thao tác trước đấy mà chúng ta tắt. Đấy, chúng ta làm từ trước chúng ta tắt thì nó sẽ lưu ở đây. Lưu nhanh thôi. Đấy, lưu nhanh. Và ở trong cái phần này thì Autodesk cũng đã để vào đây những cái dự án mẫu để cho các bạn chúng ta tham khảo nó. Đấy, chúng ta biết được cái cách mà có thể xây dựng một cái dự án là như thế nào. Thì ở đây nó có các cái dự án mẫu như là dự án về kiến trúc, dự án về kết cấu cũng như là dự án về hệ thống cơ điện. Tiếp theo phía ở dưới này của Recent File thì chúng ta sẽ làm quen với Family. Thì cái vùng này là những cái Family mà chúng ta đã lưu từ trước. Đấy, cũng như là phần Model, cũng như vậy thì những cái file này chúng ta sẽ thao tác và nó sẽ được hiển thị ở đây. Tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ có một cái phần thứ hai là cái phần Learn. Đối với các bạn chúng ta học Revit thì hầu như 70-80% là chúng ta không biết đến cái kênh chính thống, để chúng ta học Revit, đúng không ạ? Thì đối với video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tìm một cái tài liệu chính thống của Revit để chúng ta học. Thì đây là một cái phần mà cực kỳ quan trọng. Các bạn chúng ta nếu mà chúng ta biết ngoại ngữ một tí thì chúng ta nên là chúng ta vào cái phần này, là chúng ta kích vào Learn, đúng không ạ? Thì ở trong này là những cái gì, những cái thông tin hay là những cái hướng dẫn hay là những cái video của phần mềm Revit. Đấy, các bạn chúng ta lên trên này chúng ta tìm và chúng ta đọc. Mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn để chúng ta cái cách để chúng ta search các cái từ khóa cũng như là cách chúng ta tìm một cái dữ liệu hay tìm một cái thắc mắc ở trên chỗ phần thông tin của Autodesk như này. Đấy. Rồi cái phần thứ ba là các bạn phần cực kỳ quan trọng. Ở đây là một cái phần mà chúng ta cho phép chúng ta mở một cái open này, cho phép chúng ta mở một cái dự án lên. Thì dự án đấy có thể là dự án hoàn thiện rồi các bạn mở lên để chúng ta tham khảo, hay là dự án mà nó các bạn chúng ta đang làm dở thì chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta mở nó lên. Ở dưới này là phần new. Thì cái phần new này thì cho phép chúng ta khởi tạo một dự án mới ngay từ ban đầu. Đấy, thì khi mà các bạn chúng ta muốn bắt đầu làm một cái dự án thì các bạn chọn vào new. Đấy, các bạn bấm vào new nhé. Thì trong cái phần new này thì có một cái, thì khi mà các bạn bấm vào new ấy thì nó xuất hiện một cái bảng như thế này. Thì nhiệm vụ của các bạn ấy, chúng ta chọn một cái template cho phù hợp với dự án của các bạn để chúng ta làm việc. Thì cái template ở đây là gì và nó cần thiết như thế nào thì mình sẽ làm một cái video ở phía sau chuỗi video này. Ở trong chuỗi video này sẽ có. Rồi ở đây chúng ta chọn một cái template cho phù hợp và chúng ta kích vào project để chúng ta bấm một bần thì lập tức là nó sẽ khởi tạo một dự án mới đúng với cái template này. Rồi tiếp theo ở giữa này là cái phần family. Thì cái phần family này cũng khá giống với cái phần ở trên này thôi. Thì nó sẽ có một cái phần open để chúng ta khởi tạo, để chúng ta mở một cái family. Chẳng hạn ở đây ta có những family đã làm rồi này, thì chúng ta sẽ mở nó ra.
Hay là chúng ta tạo một cái family mới với các thuộc tính, với những cái gì ạ, template family ở dưới ở trong này. Đấy, thì cái này cũng có một cái video sẽ hướng dẫn về cái này. Tiếp đến là cái phần cuối cùng là phần thứ năm trong cả gì ạ, trong cái phần hôm nay. Đấy, trong cái phần hôm này đúng không ạ, thì ở đây nó sẽ có một nút home. Thì cái nút home này thì khi mà các bạn kích vào nó sẽ có một cái giao diện project, nhưng mà ở đây giao diện này là các bạn chỉ được thao tác, các bạn ở đây nó không cho các bạn thao tác ở trong cái tab design này hay là ở trong cái workspace ở đây giữa này, nó không có gì hết. Thì nó chỉ cho phép chúng ta là ở đây các bạn bấm vào file này, ở trong cái phần file này các bạn thao tác, một là chúng ta bấm new, ở đây chúng ta cũng có thể là khởi tạo một dự án mới hay là khởi tạo một cái family mới hay là một cái bất kỳ ở trong này. Thì ở đây có conceptual mat, thì ở đây các bạn chúng ta có thể là chúng ta tạo ra này, tiếp để là title block là gì ạ, là những cái khung mặt vẽ nó nằm ở đây, hay là gì ở đây có annotation symbol là những cái những cái family với 2D đấy, family với 2D đấy. Thì các bạn chúng ta cũng có thể là chúng ta bấm new và chúng ta khởi tạo nó như thế này, hoặc là các bạn chúng ta cũng có thể chúng ta open. Thì trong phần open này thì các bạn có thể là chúng ta mở một cái dự án đã có sẵn hay là dự án chúng ta làm giờ đấy. Thứ hai là các bạn chúng ta có thể là chúng ta mở một cái family đấy, family đã làm rồi. Thứ ba là chúng ta có thể là chúng ta mở ra một cái file Revit, Revit file thì có thể là một cái project hay là một cái family hay là một cái annotation hay là một cái template file. Đấy, các bạn chúng ta sử dụng cái này chúng ta mở cũng được. Tiếp đến là building component là chúng ta sẽ có một mở một cái component building có autodesk trên là có cái đuôi là gì ạ, adsk file. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở một cái file efc, efc này các bạn chúng ta, nếu mà các bạn chúng ta đã tìm hiểu về BIM thì cái efc này là một cái môi trường dữ liệu chung. Đấy, để cho các bên để các phần mềm khác chúng ta có thể chúng ta đọc được. Đây là một cái đuôi mà có thể là các phần mềm khác chúng ta đọc, nó là một cái đuôi chung đấy. Đấy, thì chúng ta mở cái EC này lên, hay là những cái sample file. Đấy, lúc này chúng ta xem ở phía ngoài của phần home thì các bạn chúng ta mình đã nói với các bạn là nó sẽ có những dự án mẫu đúng không ạ, kể cả là dự án mẫu hay là family mẫu. Thì ở đây nó là cái folder chúng ta mở nó lên thì nó sẽ lưu tất cả, nó lưu ở trong này hết. Đấy, này ở đây là cái gì ạ, ở đây là những cái này, này những cái mà nó là mẫu đúng không ạ. Đây, chúng ta có thể chúng ta xem ở trong này. Thì nếu mà các bạn chúng ta không có những cái file mẫu này để chúng ta tìm hiểu thì các bạn chúng ta có thể chúng ta để lại cái địa chỉ email ở giữa phần bình luận của video này, mình sẽ gửi qua email các bạn. Rồi tiếp theo ở trong này chúng ta sẽ tiếp tục này, ở đây save as thì chắc chắn là ở đây chúng ta chưa có save as gì cả. Đấy, thì chúng ta thao tác được, hay là export thì chúng ta chưa export ra cái gì, tại vì ở trong này chưa có gì cả đúng không. Rồi tiếp đến là còn một phần nữa là cái phần option. Thì phần option này là cái phần mà cho phép chúng ta cài đặt những cái thông số cực kỳ quan trọng ban đầu khi mà chúng ta tiếp cận một dự án hay là chúng ta bắt đầu một dự án mới. Đấy, thì cái phần option này là cái mà mình sẽ làm một cái video ngay phía sau video này. Đấy, là những cài đặt ban đầu mà anh em nên xem. Thì các bạn chúng ta nhớ là chúng ta nhớ đăng ký kênh, like và share video cho mình. Anh lưu ý là các bạn hãy cập nhật các cái video của mình sắp tới để chúng ta có thể là học trọn vẹn một khóa học về phần mềm Revit. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video tiếp theo.